Chúng ta đến với tiếng Anh giao tiếp trong cái series 38 bài tiếng Anh giao tiếp của thầy các bạn nhé. Và chúng ta vẫn đang ở unit 1 và ở chương 1 unit 1 và đây là cái phần thứ hai của unit 1. Phần thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu với những cái daily vocabulary. Vocabulary là từ vựng hàng ngày đó, daily vocabulary từ vựng hàng ngày. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đến với nhóm từ vựng thứ nhất. Living room là phòng khách. Television. Sofa, chair, table, window, light. Nhóm từ vựng thứ hai liên quan đến phòng ngủ này. Bedroom, single bed, double bed, blanket, pillow. Sheet. Dressing table. Bedside lamp. Đó là nhóm từ vựng thứ hai liên quan đến phòng ngủ. Nhóm từ vựng thứ ba là liên quan đến phòng tắm. Bathroom. Toilet. Hay còn gọi là restroom. Bathtub. Shower. Các bạn hiểu ý cái từ vòi hoa sen này là chúng ta tắm vòi hoa sen đó các bạn. Shower. Mirror. Toilet. Faucet. Sink. Đó là nhóm từ vựng thứ ba. Nhóm thứ tư. Đây, các bạn nhìn nhóm thứ tư là liên quan đến nhà bếp đúng không nào? Đó. Đây, kitchen. Stove. Các bạn nhớ những âm cuối nha, để ý những âm cuối cho thầy. Stove. Refrigerator. Oven. Các bạn để ý này, oven. Cooker. Turner, pan, pot, chopping board, hot water, cái này các bạn lưu ý này, cái dispenser, toaster, microwave. Đó là nhóm thứ tư. Nhóm thứ năm là liên quan cái gì? Housewares, đồ gia dụng này các bạn. Đồ gia dụng này. Bowl. Chopsticks. Spoon. Cup. Dish. Plate. Kettle. Đó là nhóm thứ năm. Nhóm thứ sáu là liên quan đến nhà kho. Storage, đúng không? Nhà kho, các bạn để ý đây. Storage. Broom. Dustpan. Đó, các bạn thấy này. Dustpan. Lawnmower. Cái máy cắt cỏ đó các bạn. Lawnmower. Mop. Trash can. Này cái máy vũ bụi này. Vacuum cleaner. Cleaner các bạn nha. Nhóm tiếp theo là liên quan đến sân nhà, đúng không? Rồi, vị nước là barbecue. Rồi, dog house. Fence. Garden, greenhouse, patio. Rồi, nhóm thứ 8 là library, là phòng đọc sách đó các bạn. Library, chúng ta hay gọi là thư viện đó. Lamp. Cupboard. Fireplace,
fireplace, bookshelf, bookshelf, blinds, blinds, rèm đó các bạn, cái rèm che màn cửa đó, blinds, ceiling, 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 doorknob, recreation room, light switch, floor mat. Đó là những cái từ vựng mà nhóm 8 cái nhóm từ vựng mà thường dùng cho các bạn trong cái giao tiếp của unit 1 này. Rồi, thì các bạn có thể có những cái đối thoại hàng ngày liên quan đến những cái từ vựng đó các bạn ha. Ví dụ, do you use the microwave to cook food? Yes, I usually use it to heat some food. How many bedrooms do you have? There are 3 bedrooms. Where do you put your earrings? Earrings, cái hoa tai đó, cái bông tai của chúng ta đó mà. Ear là tai đó, rings nhẫn đó, đeo bông tai, earrings. Này, hoa tai này. I think I put them on the dressing table. Đó là các bạn ha. Rồi, đó là cái phần thứ hai chúng ta vừa đã kết thúc liên quan đến các cái nhóm từ vựng trong cái bài mẫu này. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn đến cái phần thứ ba.